Udalanji cụm từ này có thể được nhìn thấy, nghe thấy ngày càng nhiều trong các quảng cáo truyền hình hay ngay cả trên tủ điện. Vậy tại sao nó lại được yêu thích đến thế? Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi xem thử nhé. Udalanji có khoảng 740.000 căn ở Nhật Bản, với điểm mạnh không phí môi giới, không phí gia hạn, không yêu cầu người bảo lãnh và không mất phí đầu vào. Đây là lý do tại sao ai cũng muốn sở hữu một căn. Đây chính là phòng bếp với tông màu trắng và màu vàng nâu của sàn gỗ, với hệ tủ trên 4 cánh đủ cho các bạn thỏa sức chứa đồ. Kèm theo đó là một giá bát và một tủ kính lắp sẵn, rất thuận tiện cho khách. Ngoài ra phía dưới còn có một dãy tủ để cho các bạn tùy sử dụng. Đây là dạng nhà 3DK có 3 phòng ngủ. Và bây giờ mình sẽ cùng xem một trong 3 phòng ngủ đó nhé. Được ngăn cách với bếp bằng cửa kéo 4 cánh rất là đặc trưng của Nhật Bản. Phòng ngủ nào thì cũng sẽ có một tủ đầu siêu rộng để các bạn có thể để chăn, gối. Và nó cũng đủ rộng để cho các bạn có thể chơi trốn tìm được luôn đó. Trong phòng thì có sẵn đầu gắn cáp TV và hai giá treo điều hòa. Bạn chỉ việc vít ốc vào và sử dụng thôi. Mở cửa ra mình sẽ giới thiệu cho các bạn một điều rất đặc biệt ở ngoài ban công. Không những có diện tích sử dụng rộng mà ở đây là một kho chứa đồ riêng, hoặc có thể để cho các ông chồng thao hồ mở rộng quý đen không sợ vợ tìm thấy. Các bạn có quan tâm về nhà Udalanji, liên hệ ngay bất động sản Toa và mình là Hùng Gấu. Xin cảm ơn.